Vâng, thưa quý vị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại làng Nổ để chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh xinh đẹp của làng Nổ. Mọi người nhìn này, những cái khu vực rừng núi trùng trùng điệp điệp đó, và trên kia là rừng cọ đấy mọi người. Phía xa kia thì có các cô là các chị đang gặt lúa vào ngày mùa đó, đang gặt lúa vào ngày mùa đấy mọi người. Ruộng ở đây là ruộng bậc thang nha mọi người. Và có những cái con trâu rất là đẹp trong cái khung cảnh làng quê mộc mạc. Rồi em tới đây thì chia sẻ mọi người là những cái món ăn ở vùng quê, đó là măng vầu đấy mọi người. Mọi người quan sát không? Chỗ này là những cái cây, không biết gọi là cây vầu hay là cây cây nuồng nữa, hay là cây tre. Tại vì cũng không phải là người ở trên này nên là cũng không rõ, nhưng mà những cái cây này này, khi mà những cái măng nó mọc lên ấy thì ăn những cái măng này thì rất là ngon nha mọi người. Mọi người có thể ăn tươi, hoặc là muốn dự trữ thì có thể phơi khô. Ở trên này là một cái khu nhà sàn. Dưới này là họ đang trồng keo đấy mọi người. Mọi người có thể thấy này, một cái khu trồng chuối, và khi mà lũ quét xảy ra tại đây thì đã bị vàng úa rồi. Đó, đã bị vàng úa rồi, không thể gọi là tươi tốt được nữa. Những cây này thì em đoán rằng là vẫn sống, nhưng mà nó đang bị rụi tàn đi khá là nhiều bởi cái ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, lũ quét khủng khiếp diễn ra tại làng Nổ. Và đây là cái phần cuối của khu vực làng Nổ nha mọi người. Phần cuối của khu vực làng Nổ. Chỗ này ngập hết rồi mọi người. Đó, bây giờ thì nước lũ nó cũng còn, nhưng mà nó thấp mọi người. Nó không còn là nước lũ nữa, nó chỉ là nước suối, nhưng mà ngày hôm nay nước chảy khá là mạnh. À, khi mà em tới đây thì thấy cái ruộng ở đây cũng năng suất đấy chứ. Nó không phải là năng suất quá, nhưng mà những cái khu vực gần suối này thì những cái bông lúa cũng khá là mẩy. Bây giờ đang vào vụ mùa đấy mọi người. Măng vầu này. Và lên rừng thì nhiều lắm mọi người. Không thể đếm xuể đâu mọi người. Vừa đi cái chỗ cát này nó bị lún. Đây là cái dòng suối mà làng Nổ bị sạt lở đất rồi lũ quét từ trên đỉnh núi Con Voi, và cái điểm cuối là cái điểm khu vực này đây. Như ở trên rừng này mọi người đi kiếm gỗ rồi đi kiếm măng thì nó đơn giản lắm. Em cũng chia sẻ một số cái video để mọi người biết được, hiểu hơn về làng Nổ. Không biết là ngày hôm nay như thế nào, nhưng mà nước suối này nó chảy mạnh quá mọi người ơi. Từ đây đến núi Con Voi thì cách khoảng độ 2 cây nha mọi người. Và hôm nay thì em chia sẻ đến mọi người về cái khu vực mà người ta trồng những cái cây ở trên cái khu vực làng Nổ này, ở trên đồi này mọi người ơi. Đó là khu vực trồng mì và thỉnh thoảng trồng nương ngô ở trên đồi đó. Và rất là nhiều những cái cây nó lạ, mình cũng không biết được là tên cây là gì luôn mọi người. Lên rừng, lên trên đồi khám phá nhiều cái hay lắm. Đây này, lúa bị lũ nó quét đây, tướp hết rồi. Còn mấy cái cây lúa nó trỗi lên này, trổ bông màu vàng này. Đằng kia là một đàn trâu. Đó, đàn trâu đang gặm cỏ và ăn những cái nòng non của lúa khi mà người ta gặt rồi, còn trỗ lên một một vài cái
cái phần non của lúa. Đó thì cũng chia sẻ với mọi người những cái hình ảnh ở trên này. Đó, cái cuộc sống rồi những cái cây ở trên này. Video clip này thì em xin dừng tại đây. Chào mọi người nhé.